Rồi, hello mọi người nha. Rồi, Việt Lao TV đây. Thì rất vui được gặp lại mọi người ha. Thì mấy ngày hôm nay ha, thấy Viettel á có giới thiệu cái hệ điều hành CIOS gì đó. Mới đọc sao nữa. CIOS ha. Mà đọc CIOS đi. Thì mình cũng mới down về ha, mình cũng chưa cài đó, giờ mình sẽ cùng mọi người cài thử ha mọi người. Nó là COS, đúng rồi nè, của trung tâm không gian mạng Viettel ha. Thì COS được phát triển dựa trên nền Ubuntu ha mọi người. Thì mọi người vào COS down về ha. Mình đã download về sẵn rồi. Thì cái dung lượng thì nó khoảng 3 GB ha mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ cài thử cùng mọi người ha. Thì mình sẽ thử cài nó trên nền Hyper-V ha mọi người. Hyper-V ha. Rồi, giờ mình sẽ tạo một cái virtual machine ha. Rồi. Mình đọc là CIOS. Rồi nét ha. Rồi để nét luôn, mình cho nó 4 GB ha. Sử dụng Dynamics luôn. Rồi connect đến trực tiếp đến lớp mạng 192 luôn ha. Rồi ở đây mình cho nó cái ổ cứng là 127 GB ha. À, chỗ này thì mình chọn Intel từ file ISO ha. À, cái này nếu mà mọi người cài trên máy thật á, máy vật lý ha, thì chúng ta sẽ dùng cái phần mềm BlueFoot ha, chúng ta bật nó ra cái một cái USB ha mọi người, và mình tiến hành cài ha. Ở đây mình chọn ha Viettel OS, rồi Next ha, Finish. Rồi để mình kiểm tra cái còn set gì nữa không ha. Ok rồi, start luôn nha mọi người. Start. Đây, nôn nóng quá rồi, chưa biết nó ra sao ha. Lần đầu tiên cài luôn nha mọi người. Này mình cài trên nền Hyper-V ha, không biết nó có hỗ trợ không ha. Tại vì mấy lần trước mình cài Ubuntu thì nó được. Thì mình nghĩ cái này nó dựa trên nền Ubuntu ha. Chắc cũng được. Rồi nó boot gì rồi, ok đó. Viettel OS 1.0. Rồi mình kéo cho nó bự chút. Rồi. Đây nó có hai tùy chọn ha mọi người. À, try Viettel OS nghĩa là dùng thử ha. Là mình bấm vô đây thì nó sẽ chạy trực tiếp luôn, không cần phải cài đặt ha. Ở đây mình chọn cài đặt nha. Install Viettel OS ha. Kéo mình giúp rồi. Rồi. Ở đây bằng phím đâu ha, mình chọn để mặc định ha. Delete đi. Rồi continue ha. Rồi, normal Intel luôn ha. Thì nó nói là nó cài web browser nè, một số cái tiện ích ha, Office. Rồi ok luôn ha. Mình thường thường là cài mình hay để mặc định ha mọi người. Tại lần đầu mình cài mình chưa có quen ha. Rồi. Cái phần này là cái phần chọn ổ cứng để cài đặt rồi ha. Đây mình để mặc định luôn nha. Cho nó tự chia phần dùng luôn ha. Rồi bấm install now. Đây, nó chia mấy phân vùng ha. Extend 4 là swap rồi ha. Rồi ok, bấm continue. Để cho hệ điều hành nó tự chia luôn ha.
Rồi ở đây mình chọn cái múi giờ ha mọi người, khu vực Asia ha, châu Á. Mình kiếm không biết có Việt Nam không, Bangkok, Hà Nội. Việt Nam Time nè ha. Rồi có Việt Nam Time. Rồi continue ha mọi người. Rồi username đây mình đặt tao ha. Password. Rồi này nó tạo cho mình cái computer name luôn ha. Rồi đây mình chọn yêu cầu my password để log on ha. Continue. Rồi còn hỏi gì không? Rồi. Rồi mình chờ nó setup thôi ha mọi người. Các bước từ trên xuống là 1 2 3 4 5 6 7 ha. 7 bước đã xong ha. Giờ nó chờ nó cài đặt xong thôi. Chắc cũng nhanh nè. Mấy ngày nay mình nghe coi trên mạng ha, nghe người ta cũng nói nhiều ha. Giờ bữa nay rảnh rỗi mới đau về xong á, cài thử giới thiệu với mọi người ha. Đây quảng cáo nè, cái S5 Web Browser ha, là cái trình duyệt web. Cái này nó dựa trên nhân Chromium ha, nó giống như là Google Chrome á, cốc cốc rồi đó. Đây là cái bộ LibreOffice ha. LibreOffice VLC trình chơi nhạc với phim ha mọi người. File Manager là Dolphin ha. Trình soạn thảo văn bản nè. Này là do gì à? Mình thấy nó ghi là trung tâm không gian mạng Viettel thì nghiên cứu và phát triển ha. Coi như là phần mềm của người Việt ha mọi người. Hệ điều hành của người Việt. Rồi đang chờ nó cho chầm chầm mà chưa thấy xong à. Đi ra còn copy file. Trung tâm là không gian mạng Viettel ha. Kubuntu support.
Rồi 88% ha mọi người. Oh, đẹp quá ha. Viettel OS. Quá đẹp, quá đẹp. Vui lòng thì mua cái đĩa ha. Lần kia lấy cái đĩa ra đó. Nhấn enter ha mọi người. Rồi, enter. Rồi coi như là khi này nó sẽ khởi động từ ổ cứng ha, nó không khởi động từ cái đĩa CD của mình nữa. Thì cái này là mình đang cài đặt trên máy ảo ha, chạy nền tảng Hyper-V của Microsoft ha mọi người. Thì mọi người có thể cài nó trên VirtualBox ha, hoặc là VMware Workstation ha. Ở đây mình sử dụng Hyper-V. Đây, User Logon ha mọi người. Xong rồi đó, giống Windows nè, Logon. Rồi, coi nó ra cái gì đây, mới thấy lần đầu luôn. Viettel OS Act by Viettel Cyberspace Center được phát triển bởi trung tâm không gian mạng Viettel ha. Wow, cái hình nền gì mà giống biểu tượng của trống đồng đó. Không biết. Wow, thấy cái này quen quen, cái này hơi quen quen á mọi người. Mình vô thấy này quen quen nè, là biểu tượng của Microsoft Excel ha, PowerPoint. Sao đặt cái tên là Excel PowerPoint Word luôn ha mọi người. Hình như cái này nó có hai bộ Office ha mọi người, một cái là Live Office nè ha, và một cái là WPS Office. Thì cái bộ này là hình như của Kingsoft á. Đây mình mở thử coi, chạy thử ha. Mình vô mình thấy biểu tượng này, mình làm cái này trước nha. Rồi, hỏi đồng ý không ha? Đồng ý. Rồi, cái này bỏ qua đi, chút nghiên cứu nó. New ha. New template, new document. Rồi chờ nó chút rồi ha. Chạy máy ảo chắc hơi khựng khựng chút. Rồi trong khi nó chờ đợi ha, mình giới thiệu sơ mọi người chút ha. Để mình coi có chức năng không. Task Manager Setting. Rồi cái này cũng giống giống Windows ha. Rồi cái xanh CPU RAM rồi nè. Resource Monitor. Này cũng giống giống Windows ha mọi người. Rồi đây mình kiểm tra nè, đây là bộ gõ ha, Việt Nam Milit ha. Đây bộ gõ nằm trên đây ha. Rồi này là biểu tượng âm thanh, ngày tháng ha, giờ giấc. Rồi ở đây mình cái nút này giống như nút Start ha, của Windows ha mọi người. Rồi
này cũng giống giống Windows ha. Đây là bộ gõ, đây là phần mềm mà chỉnh sửa ảnh ha mọi người. Đây là giống như cái My Document ha. Còn đây là LDAP Password. Này chưa biết là cái gì ha. Này là cái bộ Office mã nguồn mở ha mọi người. LibreOffice, LibreOffice gì đó cũng đọc vừa đọc. Này thì mặc định cái bộ này tích hợp sẵn trong Windows ha mọi người. Rồi, đây mình này là giống như là Word ha. Excel ha. Mình thử. Rồi. Đây, bao ha. Rồi và xin 6.0.73. Rồi, đây là bộ LibreOffice ha. Đóng lại. Giờ mình thử cái bộ WPS. Nó mình mở lên mà nó bị treo. Bây giờ mở lại nè, đó. Để mình xem cái bộ này nó cũng giống giống Microsoft Office. Đây là nó mình bao ha. Thì này là của Kinshop ha mọi người, một cái hãng phần mềm hình như là của Trung Quốc ha. Ok, coi như chúng ta có sẵn tích hợp sẵn hai bộ Office ha mọi người. Đúng rồi. Hai bộ Office nè, cộng bộ gõ ha. Booty ha, là phần mềm kết nối từ xa ha. Telnet với lại SSH ha. Đây là cái trình duyệt ha. S-File. Cái này là Thunderbird Mail ha, Mail Client. Nó giống giống như Microsoft Outlook ha. Để mình mở cái trình duyệt lên thử. Mặc định là sử dụng file web browser S-File. Đó. Này là do như là do Viettel phát triển á. Nó cũng dựa trên nhân Chromium ha. Cũng giống giống mà Google Chrome nè, cốc cốc đó. Thử cái YouTube này. Ok. Cũng được. Cloud. Rồi, ok ha mọi người. Thử cái video coi. Rồi, ok, mình thử gì được rồi. Cũng nhanh. Rồi, cái này thùng rác. Này trình chơi media ha. À, này là VOS Helpdesk hỗ trợ. Rồi, ở đây mình phải chuột coi mình xem có gì ha. Configure desktop nè. Rồi, chọn hình nền rồi ha. Rồi cũng không có gì. Nói chung nó cũng giống giống Windows. Widget nè. Comment. Đây là console ha. Để gọi môi trường mình tương tác bằng dòng lệnh. Vô một application coi nó có gì ha. Education. Rồi những cái ứng dụng này thôi. Profit. Đây là những ứng dụng có sẵn ha mọi người. Rồi internet. Đây có FileZilla nè ha. Này là phần mềm mà remote desktop ha. Thunderbird Mail. Rồi. Multimedia. Rồi thì có cái VC VLC Media ha. Cái phần mềm chơi nhạc thôi. Office nè. Đó thì nó có hai bộ ha. LibreOffice với lại WPS Office. Rồi và một setting. Có firewall configuration nữa nè.
Samba là nó ha, tương đối đầy đủ. System in qua qua mạng ha, file manager rồi bộ gõ Samba ha, chia sẻ file qua mạng rồi utility rồi máy tính ha, rồi load and file rồi qua cái computer rồi có cái gì không ha, rồi cái này giống như là my document nha. History rồi cái này là shutdown reboot ha, out lock rồi cũng tương tự Windows thôi mọi người, không có gì ha. Để mình sẽ setup nó ra một cái máy thật ha, để sử dụng thử vài ngày có như thế nào ha. Rồi mình sẽ chia sẻ tiếp với mọi người. Đây mình thấy biểu tượng nó hơi sốc nè, biểu tượng của Excel ha. Này nhìn vô biểu tượng của Word ha, biểu tượng của PowerPoint. Cài cũng nhanh, khoảng 10 phút ha mọi người. Rồi mình shutdown thử coi. Shutdown. Shutdown sau 20 mấy giây nữa ha. Rồi ok luôn. Còn lại cái shutdown. Rồi, shutdown đó mọi người. Mới cài mới sử dụng thử lần đầu không mọi người. Rồi, shutdown thành công rồi đó. Rồi, vậy là hôm nay mình đã giới thiệu với mọi người cái hệ điều hành iOS ha, cũng như cài đặt ha. Mình cài đặt lần đầu tiên luôn đó. Rồi xin hẹn gặp lại mọi người vào video clip tiếp theo ha. Rồi xin chào mọi người nha.